Spa chính là ở đây hả? Nơi đây đã đóng cửa rồi. Mọi người đều đã đi hết. Hai người tới đây làm gì? Tới anh đó. Thiệt là xui. Lại lấy con bài này. Chú ơi, đằng sau chú có lá bài kìa. Anh chơi gian lận. Hàng chi nãy giờ thắng hoài. Tôi đánh chết anh. Tôi đánh chết anh. Tôi đánh chết anh. Đây là khách sạn 5 sao. Đây là rạp hát. Tổng cộng có 20 rạp hát mini. Ba, sòng bài của chúng ta ở đây được không? Được. Không lâu sau nữa, hòn đảo này sẽ trở thành thành phố của các sòng bài nổi tiếng thế giới. Cho hỏi ông là Ngôn Côn phải không? Chính tôi đây. Ông chủ chúng tôi chuẩn bị mua lại hòn đảo này. Tiền tôi cũng có. Ông chủ chúng tôi nhất quyết phải mua lại hòn đảo này. Ông ấy chuẩn bị mở sòng bài ở đây. Mở sòng bài. Ông chủ của ông là ai? Long Đình Quang. Ông Long, bà Long, cảm ơn ông bà mời tôi về bói toán. Bà Long, những gì bà nghĩ trong lòng sẽ hiện ra trong lá bài. Lá bài đầu tiên là vua. Bà Long muốn hỏi về tương lai của ông Long. Lá bài thứ hai là hoàng hậu. Trong lòng bà có sự lo lắng rất lớn. Lá bài thứ ba vòng xoay. Số phận của người nhà bà sẽ gặp biến động rất lớn. Lá thứ tư là sư tử. Ông Long sẽ gặp một người khiêu chiến rất mạnh. Lá này là ma quỷ. Nếu tâm thuật bất chính thì ma quỷ sẽ đeo bám theo ông Long. Lá thứ sáu là bộ xương. Tử thần sẽ đến nhà của ông bà. Ông nói đủ chưa? Tên nhãi nhép như ông mà dám giở trò trước mặt tôi. Số phận là nằm trong lòng bàn tay của con người. Chia bài đi. Coi lần này ông chia bài gì cho tôi. Ông Long, ông quá tự tin. Ông làm vậy càng làm cho vợ ông thêm lo lắng. Chính vì ông quá tự phụ nên mới làm số phận của ông thay đổi. Người khiêu chiến ông sắp xuất hiện rồi. Lá này không còn là lá ma quỷ nữa. Ông giải thích thế nào? Đây là công chính thẩm phán. Nếu ông Long còn dùng thủ đoạn bất chính đối phó với người khiêu chiến ông, thì tử thần vẫn sẽ đến gia đình ông. Con trai lớn, con trai kế và con trai thứ ba của ông đều sẽ bị tử thần bắt đi. Nếu con gái ông bà không rời xa ông bà thì cũng sẽ cùng chung số phận với họ. Đều là lời nhảm nhí. Long Đình Quang ta tin con người có thể thắng trời. Ta không tin những lời săn bẫy của ông đâu. Ma quỷ từ lâu đã ở trong tay ta rồi. Ông còn gì có thể nói được nữa. Hai người đưa ông Nghiêm Côn xuống trước đi. Mời. Ba, làm gì vậy? Tôi sẽ chăm sóc cho con của ông thật tốt. Thách ông cũng không dám làm gì nó. Mời. Bà Long, bà hãy cố gắng khuyên ông Long. Tuy kỹ xảo gian lận cô ấy xuất thần nhập quá, chưa bao giờ thất bại, nhưng chơi gian lận sớm muộn gì cũng không có kết quả tốt đâu. Tôi biết Long Đình Quang là chính tướng trong Thiên Môn Bát tướng. Các vị là... Chúng tôi là chính đề phản thoát phong quả từ giao của Thiên Môn Bát tướng. Tôi là lão tứ thoát tướng, lão ngũ phong tướng, lão lục quả tướng. Hôm nay chúng tôi muốn chơi với ông một ván. Được, cùng lên đi. Nếu ông Ngôn Côn đã nói vậy thì chúng tôi sẽ làm theo lời ông. Tôi chơi với ông bài sập sám, toàn màu định thắng thua. Được, tôi chơi domino với ông. Được. Ông đoán xí ngầu trên tay tôi tổng cộng có bao nhiêu điểm? mời. Đầu rồng đuôi phượng, tứ cửu kê. Cầu độc mộc. Mở đi, 36 điểm. Một 69. Của tôi là sông Thiên Chí Tôn. Ông là chính tướng Lâm Đình Quang phải không? Thiên Môn Bát tướng chưa từng gặp đối thủ mạnh. Ba người đấu với một người mà thua thảm hại như vậy, mặt mũi của tôi đã bị các người làm cho mất hết rồi. Chúng tôi đã biết nên làm thế nào. Chúng tôi từ nay về sau rút khỏi Thiên Môn. Mời. Thật không ngờ vua chơi gian lận mà có hứng thú đấu với vợ tôi, một người phụ nữ không biết gì về cờ bạc. Làm vậy có mất thân phận quá không? Ông thật xem thường vợ mình. Bà ấy đã có chuẩn bị trước mới tới đây. Ông chỉ cần nhìn số tiền đặt cược trên bàn là biết thôi. 50 triệu đô la. Kỹ thuật yếu kém của em mà đấu với người ta cái gì? 50 triệu này coi như mua một bài học đi. Về đi. Còn một tờ khế đất nữa. Xin lỗi anh. Nửa đảo san hô đã ở trong tay tôi rồi. Ông muốn xây sòng bài trên đảo e là rất khó thực hiện được. Một núi không thể có hai cọp. Ông ra giá đi, tôi mua lại nó. Không, tôi muốn thắng nửa hòn đảo còn lại. Ông chơi gian lận, tôi chơi chính quy. Chúng ta khác môn phái, không cần phải đấu. Trừ khi là ông không muốn cả nhà lớn nhỏ còn an toàn rời khỏi chiếc tàu này. Ngôn Côn, ông nói vậy là ý gì? Hôm nay tôi muốn đấu dòng bà giáng. Được. Nếu như tôi thắng thì trả khế đất lại cho tôi. Cả nhà tôi được rời khỏi đây. Nếu tôi thua thì đảo san hô này thuộc về ông. Được. Nhưng cược như vậy thì không được kích thích lắm. Long Đình Quang tôi và Ngôn Côn ông đã tung hoành ở dưới cờ bạc mười mấy năm, vẫn chưa phân được thắng thua. Trận đấu hôm nay nếu ai thua thì phải rút khỏi giới cờ bạc. Được. Ván này mỗi người có 100 triệu để đặt cược. Mời kiểm tra bài. Ách đỏ đặt trước 5 triệu. Tới lượt tôi 10 triệu. Theo. Lần này tới lượt tôi rồi. 20 triệu. 20 triệu mua một lá bài. Rất đáng. Tôi theo. Thêm 20 triệu nữa. 20 triệu mua một ván bài. Theo. Tôi không tin ông có 4 con ếch. Tôi không tin ông có 4 con già. Tôi chơi với ông. Tẩy sạc. Bốn con già, ông thua rồi. Còn ván thứ hai. Ván thứ hai là lắc xí ngầu. Mỗi hột xí ngầu chỉ có một mặt là có điểm từ 1 đến 6. Mỗi bên lấy 6 con. Cộng lại ai có điểm lớn hơn là thắng. Ván này bắt đầu. Cách chơi của ông thật bỉ ổi. Binh bất yếm trá. Bây giờ tôi có 2 con 6. Tổng cộng là 26 điểm. Ông có 2 con 1. Nhiều lắm là được 16 điểm. Ván này ông thua chắc rồi. Có chơi chưa chắc thua. Mở ra mới biết. Ông Long 26 điểm. Tới lượt ông Ngôn 30 điểm. Cách chơi ở ván thứ 3 là mỗi bên lấy một bộ bài và phát bài cho đối phương. Sau đó lấy 5 lá bài từ trong bài đối phương về phát. Ai nhiều nút hơn thì thắng. Tiểu Phi. Mẹ Tiểu Phi. Ông thua rồi. Vẫn chưa. Khi nãy ông chỉ phát ra 51 lá bài, còn một lá bài nữa. Lá này có lẽ là con 10 bích phải không? Đúng vậy. Khi nãy em chính mắt thấy lá bài đó ở dưới chân ông ta. Cô chắc chắn vậy sao? Lỡ như cô nhìn lầm thì danh dự của tôi bị cô làm tiêu tan hết rồi. Tôi dám lấy đôi mắt của mình cược với ông. Cô dùng đôi mắt của mình cược cái gì? Cược đôi mắt của ông. Cô tưởng mình là ai? Muốn cược lấy đôi mắt của tôi? Trừ khi là đôi mắt của Ngôn Côn. Có lẽ tôi còn suy nghĩ lại. Đình Quang, anh đừng cược như vậy. Anh quên thầy bói toán nó nói gì sao? Em vô đây làm gì? À Kiên, bà Long, mời. Nếu như ông không dám cược thì ván này coi như tôi thắng. Khoan đã, tôi cược với ông. Coi dưới chân ông có phải là một lá bài không? Ngôn Côn, có chơi có chịu. Là tôi thua, tôi lấy đôi mắt của mình. Khoan đã, là kỹ thuật của anh không bằng người ta. Ông Long nói đúng, có chơi có chịu. Hôm nay tôi thua đôi mắt. Từ nay về sau ông Long có thể kê cao gối ngủ ngon, hùng bá với Đỗ Trường. Ba làm gì vậy? Ba, chúng ta về thôi. Ba ơi. Ba, thả tôi ra, ba ơi, ba sao vậy? Ngôn Côn, mẹ, chúng ta hãy đưa ba về, chúng ta về nhà thôi. Ba ơi. Ngôn Côn, là lỗi tại em, là em có lỗi với anh. Tiểu Phi, là mẹ có lỗi với ba con. Con hãy nhớ sau này lớn lên tuyệt đối đừng mê cờ bạc. Con phải cẩn thận đề phòng những cô gái thích cờ bạc. Tiểu Phi. Mẹ. 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 Ba. Ba. Mẹ. Ba, mẹ. Mẹ, mau tỉnh dậy đi. Ba. Anh hai, chờ em với. Nhanh lên. Vui quá. Ông chủ, bà đứa nhỏ rớt xuống biển rồi. Tại sao như vậy? Thật là khốn kiếp. Còn không mau xuống đó tìm. Dạ, tôi đi tìm ngay. Các người mau theo tôi đi tìm. Ông chủ, tìm thấy rồi. Con ơi, con ơi. Ông muốn nguyền rủa tôi. Hôm nay ba đứa con tôi đều đã chết. Ông vui lắm phải không? Đây là ý trời. Tôi đã nói với ông từ trước rồi mà ông không chịu tin. Tôi không tin. Con ơi, Đình Quang, tôi muốn đánh cược với ông trời một phen. Tôi còn có một đứa con gái, bà Long. Bác tự của con gái bà và ông Long tương xung tương khắc với nhau. Nếu bà còn để nó ở bên cạnh thì tôi e là nó sẽ không qua khỏi 25 tuổi. Tôi muốn đánh cược với ông trời một phen. Nếu có giỏi thì lấy mạng của tôi luôn đi. Đình Quang, đừng. Xin thầy hãy cứu con gái của tôi. Xin thầy hãy cứu con gái tôi. Tôi xin thầy. Tôi cho ông. Tôi không tin ông có bản lãnh lấy đi con gái của tôi. Tôi chỉ tin tưởng bản thân. Tôi chỉ tin con người có thể thắng trời. Ông có giỏi thì đem nó đi đi. Long Đình Quang, tôi không sợ đâu. Con người có thể thắng được trời. Mười tám năm sau. Chào mừng các bạn đến đảo San Hô. Tôi là hướng dẫn viên Hà Hướng Nam. Các bạn có thể gọi tôi là Nam. Đảo San Hô bốn mặt giáp biển, gần 10 năm nay đã trở thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Nhưng nơi đây nổi tiếng hơn với các sòng bài. Bức tượng đồng ở phía trước là ông Long Đình Quang, người đã xây dựng sòng bài đầu tiên trên đảo San Hô này. Ông Lâm Đình Quang được xem là thần tượng của tất cả người dân ở đây. 18 năm trước, nơi đây chỉ là hòn đảo hoang. Với tầm nhìn xa trông rộng, ông ấy đã khai thác nơi đây thành điểm du lịch. Các sòng bài sang trọng. Công ty du lịch của chúng tôi đều là của ông Long Đình Quang. Các bạn có biết không, ông Long là một nhà doanh nghiệp rất có trí tuệ. Các bạn hãy đến đây chụp tấm hình kỷ niệm với ông Long. Hãy đứng đây chụp. Cảnh đẹp quá. Ông Long Đình Quang thật là tài giỏi. Phải chụp một tấm hình kỷ niệm mới được. Hãy ngồi vào chỗ, chúng tôi sắp cho xe chạy rồi. Cho xe chạy đi. Sao hồi nãy có mười mấy người, bây giờ có tới 20 người? Đúng là có thêm 3 người. Các anh có lên lộn xe không vậy? Ngồi yên, không được la. Ngồi yên, cướp đi, không được la. Chuyện gì vậy? Họ là người gì vậy? Ngồi xuống, lái xe đi. Ngồi xuống, không được la. Lấy hết tiền bạc nữ trang ra đi, nếu không tao bắn đó. Đừng mà, đừng nổ súng đi. Mau lấy ra hết. Còn các người nữa, mau lấy ra. Mày tiếp tục giới thiệu các thắng cảnh. Nhanh lên, tiếp tục giới thiệu đi. Được, giới thiệu. Các bạn có biết không, thời gian mở cửa của các sòng bài ở đây là từ 7 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Ngày cuối tuần và các ngày lễ sẽ mở cửa suốt 24 tiếng đồng hồ. Trị an ở đây này rất tốt. Các bạn có thể yên tâm đi dạo khắp nơi. Sao ngừng lại, đã tới nơi rồi. Nam, buổi chiều chúng ta gặp ở chỗ cũ. Em không còn vốn đánh bài nữa, bị vợ tịch thu hết rồi. Nam, cậu cũng có ngày hôm nay, đáng chết lắm. Chạy đi. Đánh chết bọn xấu này đi, đưa họ tới sở cảnh sát đi. Đứng yên, đứng yên. Đuổi theo chiếc xe phía trước. Đuổi theo hắn. Mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Lái nhanh chút đi. Lái nhanh lên. Đứng yên, bỏ súng xuống. Đừng nổ súng, sẽ nổ đó. Đứng yên. Anh Kiệt thật giỏi, thật nhanh tay lẹ mắt. Nếu không thì đã xảy ra vụ nổ lớn rồi. Anh nói gì hả? Rõ ràng là anh Phi của tôi giỏi mới đúng. Rõ ràng là anh Phi dùng tấm cạc này làm tên cướp rớt cây súng. Anh Phi mới là người nhanh tay lẹ mắt. Anh giỏi quá, giỏi quá, cảm ơn anh. Anh Phi, được rồi Nam. Coi chừng quả từ trong miệng mà ra đó. Tìm ai? Xương miệng rộng đâu? Nó chưa về. Chúng tôi giao hàng tới, để chỗ nào? Khiêm vô trong đó đi. Được, khiêm vô đi. Nhanh lên. Phụ tao một tay. Tới rồi, xuống xe, nhanh lên, xuống xe nhanh đi, bên này, được chơi rồi, đi nhanh thôi. Mở xong rồi, anh Khiên mấy mau này đi nha, nè nè, cứ vậy đi, vô đặt đi, vô đặt đi. Tới đặt thôi. Hôm nay tôi chơi tài xỉu. Tới đặt đi, mau tới đặt đi. Mở 4, 5, 6. Nhỏ ăn lớn chung. Đặt tiếp đi, đặt tiếp đi. Mẹ kiếp, bạn nào cũng thua. Vô lý quá, xui thiệt. Tôi không tin tiếp tục ra nhỏ nữa. Mở đi. Mở đó. Sĩ đỏ. Thiệt tình, sao bạn nào cũng vậy hết. Nam à, đừng chơi nữa, về thôi. Đợi chút đi, đợi chút đi. Ông này rất đen. Chơi với ông ta là thắng chắc. Đợi chút đi. Vui đây. Tượng đen. Lại là tượng đen nữa. Thiệt là xui. Ông còn tiền chơi không đó? Còn chứ sao không? Trong túi tôi còn. Tôi đi vệ sinh một lát để chuyển giận. Tại anh đó, thần tài chạy mất rồi kìa. Nếu không hôm nay em ăn chắc. Về thôi. Khoan đã. Người đó ăn mặc kỳ lạ, chắc chắn là thua. Để em chơi vài ván, chắc chắn là thắng. Mau đặt đi, mau đặt đi. Rồi, đặt đi. Nhanh lên, nhanh lên. Khui đây. Xoáy đỏ. Tiệt là xui. Rồi đặt đi, nhanh lên, nhanh lên. Để tôi đặt giúp cô. Tướng đen. Khui đây. Tướng đen. Mau lấy tiền đi. Anh Tân, tới giờ tiếp ứng chị Phương rồi. Over. Chị Phương trước giờ luôn đoán chuyện như thần. Lại thêm một lần bắt trọn ổ. Được rồi, chúng ta xuất phát. Nhận được, xuất phát. Alo. Cảnh sát tới, cảnh sát tới. Mau dọn vô. Chạy mau, chạy mau. Đứng yên. Tất cả quỳ xuống. Đứng lại, không được chạy. Quỳ xuống. Đứng lại. Ra đi. Làm gì vậy? Đứng yên. Còn không mau mặc quần vô. Ngồi yên, ngồi yên. Mau ngồi xuống. Đi, đi. Tân, đưa hắn về. Dạ. Phương, bà nói với con là ba đi làm mà. Bác trai lại là bác nữa à? Tôi về trước đây, có rảnh thì tới nhà chơi. Đợi đã. Anh cứ xử lý, đừng nương tay. Phương à, con làm vậy không phải tự chuốc phiền phức sao? Bắt ba về thì lát nữa con lại phải bảo lãnh ba ra. Chỉ bằng bây giờ thả ba ra cho khỏe. Bà kêu Văn Hân tới bảo lãnh ba đi. Cô coi, đứa con gái này thiệt là vô tình mà. Đi mau. Đi mau, lên xe, lên xe. Đi. Đi. Madam, không liên quan tới tôi đâu có đánh bạc. Nếu cô không tin thì bạn của tôi có thể làm chứng. Phải đó, chỉ có tôi chơi thôi, bạn của tôi không chơi. Hồi nãy có người dạy tôi chơi nữa mà. Nếu anh không chơi thì làm sao biết dạy tôi chơi chứ. Tôi vì sợ cô thua nên mới chỉ cô chơi thôi. Hai chúng tôi chở hàng tới đây. Xe hàng của chúng tôi còn đậu ở bên đó kìa. Giao hàng phải có hóa đơn chứ. Tôi đã đưa hóa đơn cho người phụ trách rồi. Người đó tên là Xương Miệng Rộng. Ông ta đi nè, Xương Miệng Rộng à. Tôi chỉ biết ông ta là người mở sòng bạc lậu. Tôi tin những gì ông ta nói sao? Chị ba. Chị ba, tìm chị có chuyện gì? Ba lại bị bắt trong sòng bài lậu. Em nói với chị Phương là chị không có thời gian và càng không có tiền. Cô có hài lòng với chiếc váy này không? Cũng được, nhưng tôi không lấy cái này. Cô lấy cho tôi cái số 7. Tôi mua tặng cho bạn. Cảm ơn cô. 1.350 đồng. Nhớ là đừng cắt bảng giá đi. Chị ba, chị có tiền mà. Cái váy hơn 1.000 chị cũng mua được. Hay chị bảo lãnh ba ra đi. Cái váy này chị không phải mua cho mình mặc. Chị mua cho cấp trên của chị hơn 1.000 đồng. Đổi là cơ hội thăng chức. Dù là một tháng tăng lương 200 đồng, 7 tháng thì đã lấy lại vốn rồi. Tới tháng thứ 8 thì có lời. Thế đấy, Dũng ít lời nhiều, chị bà thật có tầm nhìn xa. Không chỉ vậy, chị còn là người có đủ sắc đẹp và trí tuệ nữa. Đúng vậy, nhưng còn thiếu một chút lòng hiếu thảo. Chị bảo lãnh ba ra được không? Không được. Tốn tiền cho ông ấy, chỉ tổn lãng phí. Vừa nóng vừa đói vừa mệt. 4 giờ chiều ba bị đưa về đó. Còn con thì tới 9 giờ 48 phút mới bảo lãnh ba ra. Tụi con đi quét sòng bài của Sương Miệng Rộng, còn phải đi quét các sòng bài khác nữa. 9 giờ mấy mới về tới sở cảnh sát. Như vậy là sớm lắm rồi đó. Ba về rồi. Chị ba hôm nay không về ăn cơm. Con đã làm món sườn chua ngọt ba thích ăn đó. Sườn chua ngọt vẫn là con ngoan nhất. Ba đang đói, ba đi ăn trước đi. Chị ba, nè, mọi người mau chúc mừng em đi. Chúc mừng em đi. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có 33,333% cơ hội được thăng làm quản lý bộ phận doanh nghiệp. Thật sao? Có phải là kết quả của chiếc váy có giá là 1.350 đồng đó không? Dĩ nhiên. Mau qua đây ăn cơm đi. Chị ba, sao mấy tới đây ăn cơm vậy? Trí nhớ của con thật kém. Hôm nay là thứ Sáu. Ba có lệnh được về đây ăn cơm mà. Mau qua đây ăn cơm đi. Chị Phương, sau này chị đừng có kêu em bảo lãnh ông ấy ra nữa. Em không làm chuyện mất mặt vậy đâu. Chị ba, ba đường đường là bác sĩ Lạc Thiệu Tường mà làm con mất mặt sao? Không biết xấu hổ. Không biết đấy làm bác sĩ từ khi nào. Ba có một bằng bác sĩ đàng hoàng đó. Ba không hành y, làm gì ai cũng có chí hướng của mình. Ba thích du hí nhân gian. Tuy đó không phải là chí lớn gì, nhưng còn hơn là con chỉ là nhân viên quèn trong một công ty lớn. Năm xưa nếu không phải tinh khốn như ba. Chị ba, được rồi, được rồi. Vừa gặp lại cãi nhau. Bớt nói một câu đi. Bỏ đi chị ba, bỏ đi. Năm xưa nếu không tại ba thì con đã trở thành luật sư rồi. Đều tại ba. Cực khổ học hết 3 năm. Chứ còn lại 2 năm thôi. Chứ còn lại 2 năm thôi. Bà đã đem học phí của con đi cờ bạc thua sạch hết. Nếu có bản lãnh thì hãy đi kiếm học bổng. Thì không được thì lại đi trách ba. Chị ba bỏ đi. Dù nói thế nào thì ông ấy cũng là ba của mình mà. Cái gì? Ba. Ba chị em chúng ta có 3 người mẹ khác nhau. Mẹ của chị Phương vì ông ta mê cờ bạc nên mới bị tức chết đó. Còn mẹ của chị thì nghe nói là sẽ bị bán cho nhà chứa nên đã bỏ trốn. Còn mẹ em có biết mẹ em làm sao chết không? Vì ông ta mê cờ bạc thiếu nợ mà bị người ta chém chết đó. Ông ta có xứng làm ba của chị không? Ông ta có xứng không? Được rồi, được rồi. Làm người cần phải có sĩ diện chứ. Bất quá là sau này tao không về đây ăn cơm nữa. Tao sẽ không về đây nữa. Ba. Chị ba. Ba. Ba đâu? Ba! Ba! Ba để cháu giúp cho. Bà Thiến, cẩn thận đó. Xe đồ của bà ở đây. Cảm ơn cậu. Không có chi. Bây giờ rất khó tìm được thanh niên nào tốt như cậu đó. Bà đi từ từ thôi. Cẩn thận đó. Lại là cô à? Cầm lấy đi. Vậy còn anh? Không sao, tôi dùng cái này. Hồi nãy không cẩn thận để vô nước. Tôi đi trước đây. Cô không cần trả cho tôi. Lấy xài đi. Tôi đi đây. Kem ở đây nổi tiếng lắm đó. Ở đây nổi tiếng nhất là kem sô-cô-la. Hôm nay anh muốn ăn gì? Chỗ này nhỏ như vậy chắc đồ ăn cũng không ngon đâu. Chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Thôi mà, em thích ăn kem ở đây. Các người có ăn hay không vậy? Ăn. Tại sao không ăn chứ? Ngồi đi. Mọi người muốn dùng gì? Anh Kiệt muốn dùng gì? Kem sô-cô-la. Khoan đã, đổi lại dâu đi. Em muốn ăn gì? Em muốn uống cà phê. Em ăn kem sô-cô-la. Được, khoan đã, tôi đổi lại là peppermint. Tôi cũng vậy. Nè, sao rắc rối quá vậy? Nghĩ kỹ rồi kêu đi. Thái độ của cô như vậy là sao? Chúng tôi là khách lớn, lái xe xịn tới đây ăn đó. Các người là khách lớn. Bạn trai của tôi mới là khách lớn đây. Một mình ảnh ăn nhiều hơn các người nữa đó. Tôi không tin một mình ảnh có thể ăn nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi cộng lại chắc chắn ăn nhiều hơn ảnh. Phải đó. Có gan thì chúng ta hãy thi ăn thử xem, coi ai ăn nhiều hơn. Tôi không có hứng thú này. Em thấy anh ta không có gan thi thì đúng hơn. Ảnh xem thường các người thì có. Được, các em thi với anh ta. Ăn bao nhiêu cứ tính cho anh. Ai thắng thì được thưởng 2.000. 2.000. 2.000 kìa, không tốn chút sức nào mà có lượt tiền nữa. Tao không phải tới biểu diễn. Anh Kiệt, có người chê tiền anh hôi kìa. Vậy sao? Tony, gọi điện tới sở vệ sinh nói cho họ biết ở đây đồ ăn không sạch sẽ. Anh đừng có quá đáng. Anh Phi, ra tay đi. Anh bạn, sao phải làm thẳng tay vậy chứ? Chứ cần anh chịu thi với họ thì tôi sẽ không gọi cho sở vệ sinh. Bằng không thì anh hãy ăn hết ly này. Được, tôi thi với anh. Nếu tôi thua thì tôi ăn ly này. Nhưng nếu anh thua thì anh cũng phải ăn. Được. Anh Phi, đây. Này, thêm 4 ly nữa. Ăn nhanh lên. Nhanh lên. Em không ăn nổi nữa rồi. Em đầu hàng. Ăn mau đi. Ở đây chúng tôi được 27 ly. Còn ăn thêm được nữa đó. Đúng là vô dụng mà. Ba người chỉ ăn được có 22 ly thôi. Thật vô dụng. Anh Phi, chúng ta thắng rồi. Sao hả? Đưa tiền đây. 2.000 đồng. Tiền phải không? Tôi thiếu gì? Hoàng đã. Anh quên rồi à? Còn ly này nữa. Nè nè, không ăn hả? Không ăn là con rùa rút đầu đó. Tiền là của tôi, không được lấy. Đây là tiền anh Phi thắng được mà. Hai người đó, sau này nếu có chuyện dư hơi như vậy thì đừng kêu tôi tới. Lại là anh Bích. Hôm nay thật là may mắn. Chị Phương, em vừa nhìn thấy có tên chơi gian lận. Cậu đừng nhiều chuyện, hãy làm tốt việc của mình trước đi. Đi thôi. Anh Kiệt, sòng bài thứ hai có người chơi gian lận. Kỹ xảo thấp kém vậy mà dám tới đây chơi gian lận. Phóng lớn hình ở cửa ra vào. Máy số 3, phóng lớn cửa ra vào. Cổ ở đây thật à? Thật mà, em không gạt anh đâu. Cổ thực sự ở đây làm phục vụ. Không tin thì anh tìm đi. Anh coi, cổ kìa. Mời anh. Diệu Châu, đi theo anh, mau lên. Anh làm gì vậy? Diệu Châu, em ăn mặc như vậy giống cái gì hả? Sao anh biết em ở đây? Thằng Nam nói cho anh biết. Chồng của Mê nằm viện, em làm thay cho cổ. Một ngày được 200 đồng và còn được tiền tuyết nữa đó. Tóm lại là anh không thích em làm trong sòng bài của Long Đình Quang. Tại sao vậy? Họ trả lương rất cao mà. Nói tới nói lui cũng là vì tiền. Em muốn bao nhiêu anh cho em. Long Đình Quang có thù với anh hả? Ông đâu phải là kẻ thù giết cha anh. Em nói đùa với anh thôi, đừng giận mà. Được rồi, em nghe lời anh, không làm nữa. Vậy mới được chứ. Theo anh về. Hà Hướng Nam đâu? Anh ta đi đâu rồi? Còn đi đâu nữa? Em nghe lời, đi thay đồ đi. Anh đi tìm thằng Nam. Anh chơi gian lận. Tôi thấy lá bài này từ trong túi áo anh ta. Buông tay ra, đừng có hiểu lầm chúng tôi. Cảnh sát, CID. Anh đâu có chơi, lấy đâu ra gian lận. Mày là đồng bọn của nó, đừng có vu khống chúng tôi. Madam, là hắn giá họa cho tôi. Phiền cô đưa tên gian lận này về sở đi. Vì không muốn làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của sòng bài, tôi đưa anh ta về sở cảnh sát trước. Đi thôi. Đây là khẩu cung của hai anh. Hãy coi lại, nếu không có vấn đề gì thẻ ký tên vào. Sếp bà đâu cần phải ký tên. Trong sòng bài nó có máy quay theo dõi, chứ cần đem về coi thì biết đâu là sự thật rồi. Được rồi, tôi sẽ điều tra lại. Chị Phương, đây là khẩu cung của họ. Madam, cô phải điều tra kỹ lại đó. Chúng tôi là người bị hại. Tôi và anh Phi luôn tuân thủ pháp luật, là công dân tốt mà. Tuân thủ pháp luật. Vậy tại sao chúng tôi bắt hai anh làm việc phi pháp ở công trường? Madam, người không biết đâu có tội. Muốn bắt thì phải bắt người làm việc phi pháp chứ. Tôi và anh Phi vô tội mà. Tôi đúng là xui xẻo. Lần trước tôi chỉ là đưa hàng tới đó, vô duyên vô cớ bị bắt về sở cảnh sát. Lần này tôi tới sòng bài kiếm người thì lại bị cô bắt. Được rồi, ký tên vô đi. Madam à, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi đó. Đưa đây. Cô nhớ đó. Madam, lần này... Được rồi, tôi biết làm gì mà. Madam, cô một mực nói tên Lâm Kiến Phi đó không phải chơi gian lận. Vậy chứng cứ đâu? Chứng cứ ở trong cuộn băng. Ai chơi gian lận thì anh coi là biết ngay thôi. Tôi đã nói rất rõ rồi. Hôm đó máy quay bị trục trặc, băng bị xóa hết rồi. Có thể cho tôi coi thử không? Tôi không tin là trùng hợp như vậy. Được thôi. Vậy cô có lệnh kiểm tra không? Có cần thiết vậy không? Cảnh ty Trần, cô tới thật đúng lúc. Cấp dưới của cô muốn kiểm tra phòng làm việc của tôi. Rốt cuộc là tôi đã phạm tội gì? Chuyện là thế nào? Là Kỳ Phương. Tôi tới điều tra. Hôm đó sòng bài có người chơi gian lận, nhưng anh Thái không chịu hợp tác với cảnh sát chúng ta. Cô đừng nói vậy. Tôi rất vui lòng hợp tác với cảnh sát, nhưng cô có biết tôi rất bận rộn không? Cô lại không hẹn trước với thư ký của tôi. Nói tới là tới, nhưng tôi vẫn tiếp cô. Còn có thể giúp được gì không mà? Rất tốt anh Thái. Nếu người dân nào cũng hợp tác với cảnh sát như anh thì tôi tin tỷ lệ phá án chắc chắn sẽ tăng cao. Đây là chuyện tôi nên làm mà. Nhưng cấp dưới của cô thì coi tôi như nghi phạm mà muốn điều tra tôi. Kỳ Phương, cô về trước đi. Dân. Đặt đi, đặt đi, đặt đi. Tôi mua tài, tôi mua tài. Lần này thắng chắc. Đặt mau đi, đặt xong bỏ tay ra. Tân, theo tôi lên đó, những người khác ở lại đây chờ. Tránh ra. Cảnh sát, anh có liên quan tới việc gian lận ở sòng bài. Bây giờ tôi chính thức bắt giữ anh. Anh có quyền giữ im lặng. Hãy theo tôi về sở cảnh sát. Cảnh ty Trần, cô tìm tôi gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh Thái, chuyện làm gì? Lần này tôi hẹn anh ra là có liên quan tới chuyện hai tên chơi gian lận ở sòng bài qua lần trước. Tôi đã thả họ ra rồi. Tại sao vậy? Là Kỳ Phương, cấp dưới của tôi, đã bắt một tên chơi gian lận về. Tên này đã thừa nhận hôm đó đã chơi gian lận ở sòng bài của anh. Cũng chính hắn đã đổi lá bài đó. Tại sao lại như vậy? Lần hành động này trước đó tôi không hay biết. Họ đã tự đưa báo cáo lên cho cấp trên của tôi. Như vậy là cô không thực hiện hợp đồng của chúng ta. Anh Thái, chuyện lần này tôi thật tình xin lỗi anh. Lần sau tôi sẽ không để hắn được yên đâu. Anh Thái, sao cảnh sát thả anh ra mau như vậy? Anh đâu có biết, chắc là không đủ chứng cứ. Thằng Nam này, đi tới đâu là ngủ ở đó. Nam, dậy đi, đừng có ngủ ở đây. Bị người ta thấy sẽ đuổi chúng ta ra đó. Cô có mua được gì chứ vậy? Tôi vẫn chưa chọn được cái nào. Coi nãy giờ mà chưa chọn được cái nào, lát nữa chúng tôi còn phải đi làm đó. Đi làm cái gì? Không phải em kêu anh hôm nay đi coi tủ quần áo với em sao? Anh Phi vì muốn đám cưới với cô mà phải đi làm mấy công việc đó. Phải đến Diệu Châu. Anh không làm thêm việc thì làm sao có tiền mua đồ cho ngôi nhà mới của chúng ta chứ? Em mặc kệ. Chị Hai à, bây giờ không phải chúng tôi đang đi mua với cô sao? Em đi chọn nhanh đi, đừng mua cái mắc quá đó. Anh Phi, em thật phục anh đó. Diệu Châu, Diệu Châu, Anh thấy có một cái tủ áo ở đằng đó giá rất rẻ, anh đưa em đi coi. Đây, tủ áo này rất rẻ, em coi. Kiểu này cũng rất được, rất mới, chất lượng cũng tốt, diện tích cũng lớn, rất hợp với căn phòng của hai chúng ta. Rẻ quá. Anh nhắm trúng nó làm gì nó rẻ, chỉ có 105 đồng thôi, em không thích. Diệu Châu, mặc kệ cổ, mau mua đi. Được thôi, anh muốn mua thì tự anh mua đi. Là cô nói đó, anh Phi. Cô nói anh mua thì cứ mua. Cô ơi, chúng tôi mua cái tủ này. Cái tủ này bán giá đặc biệt, phải trả tiền mặt và không bao giao hàng tận nhà. Người ta không bao giao tận nhà, coi anh làm sao mua. Cẩn thận đó, từ từ thôi. Diệu Châu, em mau tới giúp đi. Hai anh tự giải quyết chuyện này đi. Diệu Châu, em đừng giận nữa mà. Mau tới giúp đi. Kiến bị bể rồi kìa. Bể rồi càng tốt, dù gì em cũng không thích. Đừng đi mà. Không sao, để xuống trước đi. Cẩn thận đó. Xong rồi. Là cô à, cảm ơn cô. Còn cái này nữa, nhờ cô giúp. Cảm ơn cô. Lần nào gặp cô chúng tôi cũng đều gặp xui xẻo. Được rồi, để tôi làm. Vậy được, tôi đi đây. Tại sao phải kêu cổ giúp chứ? Em đâu chịu giúp anh cũng đâu cần phải kêu cổ giúp. Lần bình chọn 10 thanh niên kiệt xuất lần này, anh đã thua Thái Hải Kiệt. Tôi tưởng anh sẽ không tham dự buổi lễ trao giải chứ. Thắng thua là chuyện thường tình của binh gia. Buổi trao giải lớn như vậy tôi nhất định phải tham dự chứ. Thực ra Thái Hải Kiệt đoạt được giải cũng đều là nhờ sư phụ Long Đình Quang của anh ta. Có Long Đình Quang làm chỗ dựa thì có chuyện gì mà không làm được trên đảo san hô này? Có chứ. Trước giờ Long Đình Quang luôn muốn làm lũng đoạn ngành giải trí trên đảo san hô, nhưng sòng bài của tập đoàn thù thị chúng ta vẫn cứ mở từ sòng này tới sòng khác. Anh cũng tới góp vui à? Hôm nay tôi tới coi anh quay thế nào. Nghe nói sòng bài thứ hai của thù thị các anh sắp khai trương rồi. Phải. Tên đã đổi thành Thái Dương Thành rồi. Hôm đó hãy nể mặt đến tham dự. Được, tôi nhất định sẽ đến. Anh Thái, anh có thể cho biết tâm trạng của anh sau khi đoạt giải không? Được chứ. Trước tiên tôi phải cảm ơn ông Lâm Đình Quang đã tiến cử tôi. Ông Lâm Đình Quang cũng là ân sư của tôi. Nhờ sự đào tạo của ông ấy mà tôi mới có được thành tựu ngày hôm nay. Anh có chỗ dựa vững chắc như vậy, ai mà không dám nể mặt cho anh giải thưởng này chứ. Chỗ dựa của anh cũng không nhỏ mà. Nhưng thế giới này đòi hỏi phải có thực lực. Buổi lễ trao giải 10 thanh niên kiệt xuất lần thứ 5 chính thức bắt đầu. Trước tiên xin công bố người đầu tiên đoạt giải là anh Thái Hải Kiệt. Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Cảm ơn. Mời anh hãy phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải. Được. Cảm ơn các vị. Có câu là có được từ xã hội phải trả cho xã hội. Ngày tháng sau này tôi sẽ dốc hết sức mình phục vụ cho dân. Màn hình bị sao vậy? Tại sao lại như vậy? Sao có đoạn phim này là phim cấp 3? Đó không phải là Thái Hải Kiệt sao? Thì ra Thái Hải Kiệt là một trong 10 tên dâm ô kiệt xuất ở đảo san hô. Ba, tới rồi à? Ba, con vừa tham dự buổi lễ trao giải 10 thanh niên kiệt xuất về. Bà đã coi tin tức trên TV rồi. Bà thấy thế nào? Có đặc sắc không? Đặc sắc. Buổi lễ trao giải nào cũng như nhau thôi mà. Sao trong buổi lễ trao giải hồi nãy bà không thấy có Long Đình Quang tham dự? Ông ta thương Thái Hải Kiệt nhất mà, coi nói như con ruột vậy. Long Đình Quang đột xuất có chuyện gấp, đã bay đi Las Vegas từ sáng sớm rồi. Long Đình Quang đã giao 2 sòng bài đứng tên của ổng cho Thái Hải Kiệt quản lý. Tên này sẽ là kình địch của con đó. Thủ hạ bại tướng. Đáng tiếc là bà không tham dự buổi lễ trao giải lần này. Rất là đặc sắc. Ba, ngày khai trương Thái Dương Thành, Pháp sư Phổ Dân đã chọn giờ tốt cho chúng ta là 7 giờ tối. Tốt. Ngày mai ba không thể tham dự được, con phải cẩn thận. Ngày mai chắc chắn Thái Hải Kiệt sẽ tới tham dự. Đừng để thù gia chúng ta mất mặt. Bà, lần nào bà cũng đề cao chí khí của người khác, hạ thấp Hoài Phong của con mình. Thái Hải Kiệt đâu có là gì chứ. Trên đảo san hô có 8 sòng bài, Long Đình Quang đã chiếm hết 6 sòng bài, chúng ta chỉ có 2 sòng. Thế lực của người ta quả thực là mạnh hơn chúng ta. Hãy tin con. Trong 5 năm con nhất định sẽ mở thêm 4 sòng bài. Tới lúc đó tập đoàn Thù Thị chúng ta chắc chắn sẽ ngang tài ngang sức với Long Đình Quang trên đảo san hô này. Mở thêm 4 sòng bài nói nghe thật dễ. Thật ra ba nên tìm chị con về. Kiếm Hùng, tư chất của chị con thật sự là giỏi hơn con rất nhiều. Nó xử sự bình tĩnh quyết đoán, ý chí mạnh mẽ. Đáng tiếc, nó là con gái. Đúng vậy, nữ sanh ngoại tộc mà, sớm muộn gì chị hai cũng phải lấy chồng. Tài sản của thù gia chúng ta không thể rơi vào tay người khác, phải không? Vậy con phải cố gắng hơn nữa. Alo, chị hai, tình trạng của ba ổn định, đã khỏe hơn nhiều rồi. Ba. Alo, Hoài Phong à, ba không sao. Bác sĩ nói tạm thời ba chưa thể xuất viện được, cho nên chưa quyết định ngày khai trương sòng bài. Ba không sao, con không cần phải về gấp. Hãy ở bên đó chơi thêm vài ngày đi. Được. Cô Thù, tôi vừa nhận được tin Thái Dương Thành sẽ khai trương vào ngày mai. Cô có cần về gấp không? Nếu cô chưa dự định về thì có phải đã quyết định tham dự buổi tiệc hoàng thất vào ngày mai không? Anh Hùng, cảnh sát nói họ cũng không thể làm được gì. Phải đó anh Hùng, đáng lý 7 giờ là khai trương, bây giờ đã 8 giờ rồi, phải làm sao đây? Làm sao à? Tao mướn hai tụi bay về đây là giúp tao giải quyết vấn đề, chứ không phải để hỏi tao làm sao. Chắc chắn là Thái Hải Kiệt để làm chuyện này. Đừng quấy rối nữa, tránh ra đi, tránh ra đi. Đừng cản lối làm vào có sòng bài. Tại sao chúng tôi phải đi chỗ khác? Con đường này đâu phải của cô. Chúng tôi thích đứng ở đây, không được à? Chúng tôi đâu có trộm, đâu có cướp. Chúng tôi không đi, không đi. Tránh ra, tránh ra. Các người đều là lũ vô dụng. Tôi cho các người trong vòng 3 phút phải đuổi bọn họ đi. Chúng tôi đã làm hết cách rồi. Nhóm cảnh sát khác đang trên đường tới đây. Nếu sử dụng bạo lực thì tôi e là sẽ dẫn tới xung đột và gây ra chuyện đổ máu. Nếu cô không có gan sử dụng bạo lực thì để tôi kêu người của chúng ta ra đây hết đi. Dạ. Nếu anh làm vậy thì hậu quả mọi việc do anh tự gánh lấy. Tiền kia, lửa mau, lửa mau. Tờ này của tôi, tờ này của tôi. Nhiều tiền quá, lửa mau, lửa mau. Anh Phi, có tiền lượm kia. Nam, chị hai, chị về khi nào vậy? Có chuyện gì lát nữa hãy nói. Các anh, hôm nay là ngày khai trương của Thái Dương Thành chúng tôi. Cảm ơn các anh đã nể mặt tới để ủng hộ. Số tiền các anh vừa có được là món quà nhỏ của chúng tôi tặng cho các anh. Nếu các anh đã nhận quà thì mời các anh hãy rời khỏi đây. Tốt quá, có chút tiền này mà kêu chúng tôi rời khỏi đây à? Phải đó, bắt chúng tôi rời khỏi đây không dễ vậy đâu. Nếu các anh không chịu thì tôi chỉ đành giao cho cảnh sát xử lý. Khi nãy kiện các anh cản trở giao thông chỉ là tội nhỏ. Nếu bây giờ tôi kiện các anh đánh cướp thì tội danh này không nhỏ đâu. Làm sao chứng minh được đây là tiền của cô chứ? Phải đó, chúng tôi không tin cô chứng minh được. Đúng vậy, tôi đã có đánh dấu hết trên từng tờ tiền rồi. Bao coi trên đó có đánh dấu không? Đúng là có đánh dấu. Tôi không những đã đánh dấu mà tôi còn nhận ra ai đã lấy bao nhiêu tờ. Đùa hả? Sao cô biết được chứ? Đừng có hù chúng tôi không tin đâu. Thật vậy sao? Bắt cô tin tới vậy à? Vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi. Cô hãy đoán xem vừa rồi có bao nhiêu người đã lấy bao nhiêu tiền của cô. Nếu cô đoán đúng thì chúng tôi lập tức rời khỏi đây. Phải đó, cô đoán xem. Nếu đoán đúng thì chúng tôi lập tức rời khỏi đây. Phải đó, đoán đi, đoán đi. Không dám đoán à? anh đã lấy 8 tờ. Đúng là 8 tờ. Anh đã lấy 7 tờ, còn anh lấy 5 tờ. Anh đã lấy 10 tờ, 8 tờ, 9 tờ. Người đứng sau cùng đã lấy 1 tờ. Các người tổng cộng có 18 người đã lấy của tôi 58.300 đồng. Chúng ta cộng lại thử coi. Đúng là như vậy, cổ đã nói đúng. Tôi đúng là có 10 tờ. Ở chỗ tôi còn có 1 tờ. Nam, sao cậu đùa với người ta vậy chứ? Anh đâu có lượm được tờ nào. Tờ này của cậu đâu có đánh dấu gì. Mọi người coi, tờ này đâu có đánh dấu. Tờ của anh ta mới đúng. Đúng là không có đánh dấu. Cô ta đã nói đúng. Đi. Nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi. 7 giờ tối nay sòng bài Thái Dương Thành khai trương. Nhóm đua xe gồm hơn 10 người đã bao vây sòng bài suốt mấy tiếng đồng hồ không chịu giải tán. Sau đó người phụ trách sòng bài đã ra phát tiền thì họ mới chịu giải tán. Hoài Phong, hôm nay con đã xử lý chuyện ở sòng bài rất tốt. Là ba đã cố ý không cho con biết chuyện sòng bài khai trương. Mấy năm qua con đã vất vả thay ba quản lý tập đoàn Thù Thủy. Ba biết con đã dốc hết sức mình. Thực ra ý của ba là muốn con nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nếu con biết sòng bài khai trương thì chắc chắn sẽ trở về. Con coi, quả nhiên là con đã trở về. Chỉ cần là chuyện của gia tộc chúng ta thì con phải nên dốc hết sức chứ. Ba biết con là con gái ngoan của ba, nhưng ba không muốn con quá vất vả. Chuyện làm ăn con cứ giao cho Kiếm Hùng. Con cũng mệt rồi, con về nghỉ đi. Ba cũng hãy nghỉ ngơi. Ba, chị hai, em tưởng chị đã về nghỉ rồi chứ. Chị chuẩn bị về đây. Em hãy ở lại với ba. Được. Ba hãy nghỉ ngơi. Ngày mai con tới thăm ba. Ba, hồi nãy Thái Hải Kiệt thuê nhóm đua xe tới gây rối trước cửa khách sạn của chúng ta. May mà con lanh trí tùy cơ ứng biến. Chưa tới 5 phút thì con đã làm cho bọn họ phải giải tán, không tốn chút sức nào hết. Kiếm Hùng, bà đã nói với con nhiều lần rồi, làm người phải thành thật. Con không chịu nghe. Vừa rồi truyền hình đã đưa tin người lanh trí tùy cơ ứng biến là chị của con. Đài truyền hình đưa tin mà không nói rõ tên, thật là quá đáng. Nếu con giỏi bằng một nửa Hoài Phong thì ba đâu cần phải lo như vậy. Hoài Phong làm việc rất dứt khoát, gọn gàng, thông minh. Đáng tiếc nó là con gái. Anh Phi, anh tới đây coi. 3.500 đồng, 2.500 đồng chắc là mua được đấy. Mắc quá, chúng ta tới chỗ khác coi đi. Đi, chúng ta không có tiền sao? Em phải vô coi. Diệu Châu, chào cô, mời ngồi. Cô cứ xem tự nhiên. Nhưng hộp xoàn ngoài đó có giá 3.500 đồng, có thể giảm còn 2.500 đồng không? Xin lỗi cô, giá ở đây là cố định. Ở đây còn có nhiều kiểu khác nữa, cô hãy từ từ mà xem. Cảm ơn cô. Diệu Châu, chúng ta đi thôi. Anh Phi, anh coi, ở đây còn có nhiều kiểu rất đẹp. Đây là một bộ chỉ có 2.500 đồng thôi. Mua đồ thì phải rộng rãi một chút. Nếu mua không nổi thì đừng mua. Gói lại cho tôi. Tony, đem đi đưa Cindy cho tôi. Anh Kiệt, hình như là Candy mới phải. Tóm lại đó là phụ nữ. Anh Thái, tổng cộng là 7.300 đồng. Anh coi kìa, người ta thật rộng rãi. Ngay cả tên của bạn gái cũng không nhớ mà cũng tặng quà hơn 7.000. Em đã theo anh 3 năm rồi mà món quà 300 đồng cũng chưa từng nhận được. Anh coi, người ta thật oai phong. Phi à, anh mau làm giàu đi. Được rồi Diệu Châu, em đã quên lần trước hắn xém chút hại anh ngồi tù à. Lần trước chỉ là hiểu lầm thôi mà. Làm người đừng thù dai như vậy. Được, đi chỗ khác coi đi. Đâu phải căn đó, đỡ nhiều năm mà còn lộn nhà. Ba, vô rồi hãy nói. Sao vậy? Ba, chú Trần đã bán nó, con đã mua lại cho ba một mình ở căn nhà này. Mua cho ba? Văn Hân không hợp với ba, con dành dụm được ít tiền, ba thấy thế nào? Một mình ba ở đây tốt quá, sau này ba có thể chăm lo cho ba chị em con. Tốt lắm, tốt lắm. Hình như con thiếu nhiều đồ dùng trong nhà. Ba, con sẽ mua hết cho ba. Không cần, con có đưa tiền cho ba, ba sẽ tự đi chọn. Ba có người bạn bán kim khí điện máy, ba mua sẽ được giảm giá đó. Được, con đi mua với ba. Không cần phiền con đưa tiền cho ba là được rồi. Hình như con chỉ nghe nói bạn của ba mở công ty tài vụ phi pháp. Con hình như không nghe nói bạn của ba mở công ty điện máy. Làm gì vậy? Hôm nay em xin trân trọng tuyên bố kết thúc cuộc tình marathon kết hôn với Lâm Chấn Hoa, giám đốc bộ phận cho vay của ngân hàng. Thật sao? Chúc mừng em nha. Cảm ơn chị. Tụi em muốn mua nhà nhưng không đủ tiền đóng đợt đầu. Không may rồi, chị đã mua căn nhà kế bên nên đã hết tiền rồi. Hay là vậy, chị tặng căn nhà kế bên cho tụi em làm quà cưới. Tụi em hãy tự góp tiền nhà. Vậy còn ba thì tính sao? Kêu ba qua đây ở với chúng ta cũng vậy thôi mà. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chúng ta là chị em mà. Chị đã tặng căn nhà cho em thì em có quyền quyết định mọi việc. Nhà của em thì dĩ nhiên em có quyền quyết định rồi. Em có quyền quyết định, chị không được hối hận đó. Vậy ngày mai em cùng chị đi làm thủ tục, được chưa? Chị Phương, cảm ơn chị nhiều lắm. Anh không thích coi thì đừng coi. Quảng cáo chưa phát xong thì anh đã ngủ rồi. Thật tình anh rất mệt. Buổi sáng anh phải khiêng vác máy móc, buổi chiều thì đi giao nước suối, còn phải làm công nhân quét dọn 3 tiếng đồng hồ nữa. Anh Phi, em muốn ăn khuya. Đừng ăn cho anh về ngủ được không? Sáng mai anh còn phải cùng em đi coi nhà nữa. Em muốn ăn khuya. Đừng ăn được không? Anh muốn về ngủ. Anh thật tình là rất mệt. Nghe lời đi. Hãy nghe lời anh đi mà. Anh về đi. Thế là thoát được cô ấy rồi. Em muốn ăn khuya. Em muốn ăn khuya. Em muốn ăn khuya. Được rồi, đừng la nữa. Đi đi đi. Căn nhà này hướng Tây, buổi chiều nóng muốn chết. Hơn nữa đã cũ rồi, phải tốn nhiều tiền sửa lại. Trừ khi là họ giảm 50.000. Chị à, giá như vậy là rẻ lắm rồi. Nếu không phải tôi đang cần tiền gấp thì sẽ không bán với giá này đâu. Chị coi, phong thủy của căn nhà này rất tốt. Chủ nhà trước đây đã trúng vé số và di dân qua Canada mở nhà hàng đó. Trúng vé số à? Đúng vậy, tôi ở nhà kế bên. Cả chung cư này ai cũng biết chuyện này hết. Nếu chị không tin, có thể hỏi họ. Được, đây là 10.000. Nếu cô không bán cho tôi thì phải bồi thường gấp đôi đó. Không thành vấn đề. Ba tới đây. Bà tới đây làm gì vậy? Bà đã coi rồi. Hôm nay là ngày tốt nên dọn qua đây ở. Đây là nhà của con. Bây giờ đã là nhà của tôi rồi đó. Con đã bán rồi. Bán rồi hả? Văn Hân, em bán căn nhà rồi à? Sao lại là cổ? Sao cổ ở đây? Anh đâu có biết. Chị Phương à, em mua cổ phiếu bị lỗ. Em đang cần vài chục ngàn. Chị đã nói với em bao nhiêu lần là đừng mua cổ phiếu mà. Em có bao nhiêu tiền chứ? Hãy cứu em với. Xin lỗi, tôi không bán căn nhà này. Trả lại tiền cọc cho cô. Không được, đã ký hợp đồng rồi. Dù nói thế nào cũng không được. Trừ khi là đền gấp 10 lần. Cái gì? Đền gấp 10 lần? Cô Hai à, cô muốn làm giàu thì đi cướp ngân hàng nhanh hơn đó. Tôi vì muốn làm giàu nên mới mua căn nhà này. Diệu Châu, người ta không chịu bán thì thôi đi. Người ta là người ngoài. Em mới là vợ sắp cưới của anh. Em muốn anh phải nghe lời em. Đừng làm khó người ta. Được, vậy thì anh đừng cưới em nữa. Diệu Châu. Diệu Châu. Diệu Châu. Diệu Châu. Diệu Châu, buông em ra. Diệu Châu, em đừng vậy mà hãy nghe anh nói. Anh nghe lời người ta như vậy, đâu có coi em là vợ sắp cưới của anh. Buông em ra. Diệu Châu. Diệu Châu à, hồi nãy là anh không đúng. Anh có muốn quà tặng em coi. Có thích không? Sao chỉ có đồ bông tai thôi vậy? Còn mấy thứ khác đâu? Mua đủ bộ rồi hãy tới gặp em. Chạy đi. Nè, anh lấy lại tiền đi. Nếu không người nhà tôi cãi nhau đó. Nếu tôi nhận lại tấm chi phiếu này thì tôi cũng cãi nhau với người nhà. Là bạn gái của tôi muốn mua nhà. Căn nhà đó tôi mua cho ba tôi ở. Ba tôi và em gái không hợp nhau. Anh là bạn của tôi phải không? Coi như giúp tôi đi. Bạn bè cũng đâu thể làm khó nhau. Cô giữ lại tờ chi phiếu đi. Nè, con người anh đúng là vong ân bội nghĩa. Cô giúp tôi hồi nào chứ? Lần trước ở sòng bài anh bị người ta bắt quả tang chơi gian lận. Nếu không phải tôi ra mặt giúp anh thì đâu có được thả nhanh như vậy. Tôi là người tri ân bất cầu báo. Coi như tôi chưa nói gì với anh đi. Xin chào. Em gái đi đâu vậy? Cảm ơn. Uống hết đi. Đặt đi, đặt đi. Được, tôi đặt bên này. Để tôi đặt giúp anh. Đặt xong thì lấy tay ra. Không trúng, anh thua rồi. Không khác chúng ta chơi tiếp. Vô đi. Ba, để bà coi con mập hay ốm đi. Con lại ốm nữa rồi. Không phải đâu. Gần đây con tập thể dục nên người rắn chắc hơn thôi. Mấy hột? 9 hột. Gần đây Diệu Châu thế nào? Mấy cái? 12 cái. Lại cãi nhau với Diệu Châu à? Đâu có. Tình cảm giữa tụi con rất tốt. Ba, con và Diệu Châu sắp đám cưới rồi. Tốt. Ba, hôm nay con mới mua cái này để đám cưới với Diệu Châu. Ba sờ thử xem. Con đám cưới ba không có gì tặng cho con. Ba cho con một nửa lá bùa. Con hãy giữ nó bên người. Cảm ơn ba. Ba, con thật tình rất muốn làm một người bình thường. Con muốn xây dựng một gia đình nhỏ, cố gắng làm việc kiếm sống. Khi rảnh có thể dẫn con cái đi dạo, đạp xe. Ngày 21 tháng 7 năm 1915 là thứ mấy? Thứ hai. Ngày 7 tháng 9 năm 1992, thứ tư. Ngày 9 tháng 3 năm 1956, thứ bảy. À, không phải, là thứ hai. Trang mấy? Ba. Ba, trước giờ ba dạy con rất kỹ. Bây giờ con sắp đám cưới thì phân tâm rồi. Con thật tình là không muốn đánh bạc. Ba, con không muốn trả thù. Ba. Em muốn đi đâu? Tùy anh thôi. Diệu Châu, anh Phi làm em hết hồn. Diệu Châu, sáng nay em đi đâu vậy? Anh gọi điện tới tìm em thì Johnny nói là em đã ra ngoài. Anh gọi cho em thì em không nghe máy. Người ta ra ngoài mua đồ mà. Anh Phi, em muốn dời lại ngày cưới vì còn có rất nhiều thứ chưa mua. Diệu Châu, anh biết em còn giận anh. Em có biết không, mà đàm đó trả tiền cọc lại cho anh đâu có lấy. Diệu Châu à, ngày cưới không nên dời lại. Không chịu, trừ khi anh mua một bộ trang sức cho em. Nè, anh lấy đâu ra tiền? Thì anh làm thêm mấy công việc mới có tiền mua đó. Chắc là rất cực khổ. Anh vì người mình yêu có cực khổ mấy cũng đáng mà. Diệu Châu, sau này anh sẽ là người chồng tốt, kiếm nhiều tiền, nuôi em trắng trẻo mập mập được không? Suốt ngày vất vả cực khổ vì phụ nữ. Anh Phi à, anh cực khổ làm việc suốt ngày đêm như vậy có đáng không? Vì người mình yêu cực khổ là rất đáng. Cậu đó, cậu chưa có bạn gái, cũng chưa từng có gia đình, dĩ nhiên là không hiểu rồi. Tổng cộng mời bao nhiêu người, bao nhiêu bàn? Dĩ nhiên là không hiểu rồi, khoảng 5 bàn. 5 bàn à? Viết tên của Madame vô luôn đi. Sao mời cô ta? Cô ta đâu có thân với em. Diệu Châu, sau này chúng ta sẽ thường gặp cổ mà. Hướng Nam, ở đây tôi có thêm 2 người, cậu viết vô giùm tôi luôn đi. Bộ hộ mạng của mình. Viết xong rồi. Mày viết gì vậy? Giống như đang vẽ bùa. Sao mày giống chứ? Cái này mới là bùa. Trả cho tao. Anh giữ bùa này làm gì? Chắc chắn là Diệu Châu cho anh. Em không trả. Nhanh lên, nhanh lên. Chú Lục thế nào rồi? Cũng gần xong rồi. Được, chú hãy trông coi một lát, tôi phải đi ra ngoài. Phi à, tôi có việc phải đi. Cậu có đưa tiền cho chú Văn được rồi, tôi đi đây. Cảm ơn chú. Hướng Nam, mày hãy lo rượu bia nước ngọt cho buổi tiệc tối nay. Hãy tính tiền với chú Văn. Được, em mặc giúp anh. Thế nào? Đẹp lắm. Làm phiền chú Văn. Chú Văn, tiền bằng tiệc tối nay là bao nhiêu? Đây là hóa đơn. Mọi người làm nhanh tay lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Diệu Châu, em xong chưa? Là anh đây. Tới giờ lành rồi. Diệu Châu, Diệu Châu, mở cửa. Đừng gọi nữa. Hãy đi theo tôi. Diệu Châu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Diệu Châu, Diệu Châu, Diệu Châu, em không sao chứ? Sao em bị như vậy? Có phải hắn ức hiếp em không? Thái Hải Kiệt. Diệu Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói đi. Anh Phi, em không muốn kết hôn với anh. Chúng ta chấm dứt rồi. Diệu Châu, em nói gì vậy? Em nói dối. Em nói dối. Thật nghe lời. Tao cho mày biết, làm đàn ông nhất định phải có tiền. Nhưng loại người nghèo mạt rệp như mày thật uổng là đàn ông. Thái Hải Kiệt, mày là tên khốn. Tao liều mạng với mày. Tao liều mạng với mày. Buông tôi ra. Đứng yên, nếu không tôi nổ súng. Cô dâu cũng bỏ theo tao. Ai bảo tao giàu như vậy? Tao cho mày biết. Tao cho mày biết, mày hãy nhớ cho kỹ. Sau này đừng có mà đối đầu với người có tiền có thế như tao. Mày không xứng đâu. Diệu Châu, Chúng ta về thôi. Đừng về mà. Họ về kìa, chúng ta cũng về thôi. Đừng về mà, đừng về mà. Xin lỗi, tôi vừa mới tan ca nên bây giờ mới tới. Cô dâu chú rể đâu? Tôi muốn chúc mừng họ. Chú rể đi rước cô dâu cho tới giờ vẫn chưa thấy tới. Vậy còn người bạn thân của họ đâu? Cô nói cậu tên Nam hả? Cậu ta nói không đủ tiền trả nên đi tìm cách dỗ dàng đi ra ngoài. Không biết làm trò gì nữa, tôi cũng về đi. Sao anh ở đây? Không phải anh đi rước cô dâu sao? Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao cổ đối với tôi như vậy? Cổ muốn bất cứ thứ gì. Cổ muốn có những hộp xoàn, muốn bông tai, tôi đều mua cho cổ. Cổ còn muốn gì nữa? Rốt cuộc cổ muốn gì? Cổ muốn gì? Tôi đã làm sai chỗ nào? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi làm ngày làm đêm, rốt cuộc là vì cái gì? Không phải là vì muốn cho cổ có cuộc sống tốt hơn sao? Anh không sao chứ? Tôi không sao. Tại sao cổ đối với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Cô dâu đâu? Trong ngày cưới của chúng tôi, cổ đã lên giường với Thái Hải Kiệt. Cổ đã lên giường với người ta. Cô thấy có tức cười không? Tôi có cái gì? Tôi lấy vợ chỉ với 5 bàn tiệc. Người ta có cả sòng bài. Tôi làm sao bì với người ta chứ? Đây là món ăn tôi đã tự đặt. Vĩnh kết đồng tâm. Con cháu đầy nhà, bách niên hảo họp. Đều là do tôi đặt làm. Đều là do tôi đặt làm. Tôi phải ăn hết. Anh đừng vậy mà. Cứ mặc kệ tôi. Anh hãy bình tĩnh lại. Anh không sao chứ? Mặc kệ tôi. Đây đều là tôi làm việc cực khổ mới có được. Anh đừng ăn nữa. Anh đừng ăn nữa. Anh đừng ăn nữa mà. Cô có biết không? Chỉ cần tôi muốn thì trong vài tiếng đồng hồ tôi có thể thắng cả 10 triệu. Bây giờ tôi mới tin tiền là vạn năng. Chỉ cần có tiền thì có thể mua vợ của người khác về. Madam, hãy cho tôi mượn 10 đồng. Cái gì? Cho tôi mượn 10 đồng. Cho tôi mượn 10 đồng. Cho tôi mượn 10 đồng. Tôi sẽ dùng 10 đồng này thắng sòng bạc này của anh. 15 điểm tài. Cái gì? Thắng sòng bạc này chỉ với 10 đồng. Đúng là đùa mà.